Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Việt Nam gây chấn động thế giới khi chế tạo UAV tấn công bằng tên lửa hủy diệt khiến Trung Quốc phải há hốc mồm. Thì vị Tổng thống Shimon Peres Israel đã không ít lần bị cười nhạo, giễu cợt bởi giấc mơ của mình. Tại Việt Nam, giải đất hình chữ S cách Israel cả về không gian và thời gian. Những người kỹ sư của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cũng đang làm những điều tương tự khi mà mong muốn khởi tạo một thực tại mới với ngành công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Và nếu như xét về điểm khởi đầu, Viettel theo chỉ là một công ty xây lắp chuyên để dựng cột kéo cáp thuê cho ông lớn Viễn thông thời đó là VNPT. Thế nhưng đúng là chẳng ai có thể ngăn cản được những giấc mơ lớn, dù cho giấc mơ ấy có thể bị ai đó giễu cợt, và bắt đầu từ việc sản xuất máy thông tin quân sự. Viettel giờ đây đã có thể sản xuất được máy bay không người lái UAV. Và lĩnh vực tưởng chừng như chỉ có cuộc chơi đặc quyền của một vài quốc gia phát triển, với những tổ hợp công nghiệp quốc phòng siêu khổng lồ, đây được cho là một bước tiến mới của Viettel, góp phần không nhỏ vào lĩnh vực quốc phòng của nước nhà, đẩy nhanh sự phát triển quân sự quốc gia. Các bạn thân mến, từ năm 2018, tại một cuộc triển lãm có tên là Indo Defense, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã gây được sự chú ý đặc biệt với giới truyền thông quốc tế. Bằng sản phẩm máy bay không người lái UAV có gắn camera trinh sát điều khiển, theo tạp chí quốc phòng James của Anh thông tin, tại buổi triển lãm Indo Defense thì tập đoàn Viettel chỉ mới trưng bày mẫu máy bay không người lái UAV cỡ nhỏ có tên là Sikra. Máy bay này có trọng lượng là 26kg và sải cánh là 3,5m. Bên cạnh đó thì tờ tạp chí này khẳng định tập đoàn Viettel sẽ không chỉ dừng lại ở đây mà đã lên một kế hoạch rõ ràng về việc chế tạo các mẫu UAV có kích thước lớn hơn. Trước mắt là phiên bản với sải cánh từ 5 đến 6m, hoạt động được khoảng 10 giờ đồng hồ trên không, tức là tăng gấp 5 lần so với Sikra. Điều đặc biệt gây chú ý, Viettel đã thông tin về kế hoạch dài hơi của mình, đó là nghiên cứu và sản xuất loại UAV cỡ lớn hơn, có sải cánh là 20m. Khả năng lớn biến thể này sẽ có tầm hoạt động là 150km và thời gian bay trên không trung là 20 giờ. Loại máy bay không người lái mà Viettel đã và đang ấp ủ chế tạo có kích thước tương tự với MQ-9 Reaper của Mỹ. Chiếc UAV được coi là chủ lực của quân đội Hoa Kỳ. UAV MQ-9 Reaper có chiều dài là 11m, sải cánh 20m và trọng lượng cất cánh tối đa là 4.760kg. Đến tại thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có thông tin rõ ràng nào về tải trọng thiết bị mà chiếc UAV của Viettel đang nghiên cứu chế tạo. Thế nhưng, khả năng lớn là sẽ không kém gì so với con số 1.400kg mà MQ-9 Reaper của Mỹ hiện đang mang về. Ở bên cạnh đó thì chiếc MQ-9 hiện chỉ bay được liên tục trong vòng 14 tiếng đồng hồ khi mà mang đầy tải, trong khi mẫu UAV của Viettel là 20 tiếng, tức là gấp đến 1,4 lần so với MQ-9 của Mỹ. Tuy nhiên, nếu như so sánh ở một góc độ khác, do có một cơ chế dẫn đường tối tân cho nên là MQ-9 của Mỹ có thể hoàn toàn hoạt động độc lập với tầm xa là 1.852km. Trong khi UAV của Viettel mới chỉ triển khai được cách trạm điều khiển khoảng 150km mà thôi. Thế nhưng với những gì mà chúng ta đang có, đó chẳng phải là những nỗ lực rất đáng ghi nhận hay sao? Những chiếc máy bay không người lái UAV do Viettel nghiên cứu và phát triển đã ứng dụng được nhiều công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ, điện tử, các cảm biến trinh sát, tình báo, điều khiển và dẫn đường. Đến nay thì tập đoàn Viettel đã cung cấp được những tổ hợp UAV hạng nhẹ cho nhiều đơn vị trong quân đội và mở rộng ứng dụng với nhiều lĩnh vực dân dụng như hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, phá án hay giám sát tài nguyên rừng, nông nghiệp và hành lang lưới điện. Gần đây nhất, trong một phóng sự được báo Quân đội Nhân dân đăng sáng ngày 5 tháng 9 năm 2021, chúng ta đã ghi nhận được một hình ảnh về mẫu UAV Made in Việt Nam chưa từng được xuất hiện. Nhiều chuyên gia phán đoán rằng đây có thể là một UAV có khả năng mang vũ khí. Mẫu UAV này được chế tạo bằng vật liệu tổng hợp, kích thước khá là lớn, sử dụng động cơ cánh quạt cánh đuôi đôi cùng với hệ thống càng đáp cố định. Thêm vào đó thì phương tiện bay này dường như nhiều khả năng cũng sẽ được tích hợp thêm cả hệ thống radar.
khi phần đầu của UAV được thiết kế lồi lên nhằm tạo thêm không gian cho các thiết bị điện tử. Một thiết kế đặc trưng của nhiều dòng UAV tấn công trên thế giới, cụ thể như là MQ-9 Reaper của Mỹ. Hai cánh của mẫu UAV này cũng được trang bị ít nhất là tới 2 giá treo, có khả năng được sử dụng để treo vũ khí. Rất có thể đây là mẫu UAV tấn công mà tập đoàn Viettel đã dự kiến phát triển từ nhiều năm nay. Đây được coi là một bước tiến lớn, bởi lẽ không phải bất kỳ quốc gia nào cũng có thể chế tạo được UAV vũ trang. Hơn nữa thì mọi thông tin về công nghệ của loại vũ khí này trước nay vẫn được xem là tuyệt mật. Việc tích hợp được một hệ thống radar dẫn bắn cũng rất khác biệt so với những mẫu máy bay quân sự thông thường. Còn chưa kể tới việc chúng đòi hỏi các loại vũ khí tấn công yêu cầu độ chính xác cao. Với những thành công đã và đang đạt được, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng Viettel sẽ sớm ra mắt và đưa vào trang bị cho quân đội ta một dàn UAV tấn công made in Việt Nam trong một vài năm tới. Thời gian chắc chắn là sẽ không còn xa nữa. Với dàn UAV khủng, chắc chắn là tiềm lực quốc phòng an ninh sẽ được gia tăng đáng kể. Từ đầu thế kỷ 21 cho đến nay, với mong muốn giảm tối đa sự hiện diện của con người, máy bay không người lái UAV đã và đang trở thành một thứ vũ khí không thể thiếu trong mọi cuộc xung đột. Chúng có thể đảm nhận nhiều vai trò, nhiều vị trí và nhiều nhiệm vụ khác nhau trên chiến trường hay ở những nơi mà con người khó có thể tiếp cận được. UAV đang dần khẳng định vai trò quan trọng của mình trong chiến lược phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới. Rất có thể trong tương lai gần, UAV sẽ trở thành vũ khí khiến cho con người thay đổi cách để bắt đầu một cuộc chiến giống như xe tăng hay là các chiến đấu cơ đã từng làm được. Trong thời điểm hiện tại, UAV đã không còn là thứ vũ khí độc quyền của các cường quốc phương Tây như khoảng thời gian 10 năm về trước nữa. Thời điểm quân đội Mỹ sử dụng những chiếc mẫu UAV vũ trang tung hoành dọc ngang ở Trung Đông. Cuộc chạy đua về công nghệ chế tạo UAV giờ đây không phải chỉ giữa các cường quốc với nhau mà là với cả các quốc gia có tiềm năng, tiềm lực quân sự ở mức vừa, thậm chí là khá, trong đó có Việt Nam chúng ta tham gia tích cực. Những năm vừa qua, công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và tập đoàn Viettel nói riêng đã đạt được những thành tựu trong việc nghiên cứu, chế tạo và sản xuất máy bay không người lái UAV, phục vụ cho nhiều mục đích từ quân sự đến dân sự, các mẫu UAV do Viettel chế tạo. Không chỉ là những nghiên cứu suông mà trên thực tế chúng có tính ứng dụng rất cao. Minh chứng rõ nét nhất đó là mới đây, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã được tiếp nhận và đưa vào trang bị một số lượng đáng kể những UAV trinh sát do Viettel chế tạo, phục vụ cho công tác quản lý, phát hiện các mục tiêu, phòng chống tội phạm và bảo vệ biên giới. Không dậm chân tại chỗ, không bằng lòng với những gì mình đang có, hiện nay thì những người kỹ sư công nghệ vẫn đang từng bước nghiên cứu và hoàn thiện các mẫu UAV mới, trong đó có trọng điểm chú ý là các mẫu UAV tấn công đa năng, có khả năng tác chiến tầm xa và mang theo được các loại vũ khí tấn công chính xác có tính hủy diệt cao. Mục tiêu trên xuất phát từ thực tiễn khi mà vai trò của các mẫu UAV vũ trang này càng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt là trong môi trường chiến tranh hiện đại. Có thể thấy rõ điều này qua nhiều điểm nóng của các xung đột trên thế giới hiện nay như Iraq, Syria hay là Libya. Gần đây nhất là trong xung đột biên giới giữa Armenia và Azerbaijan tại Kazakhstan. Trong các cuộc chiến kể trên, máy bay không người lái UAV được sử dụng vô cùng rộng rãi và với nhiều cấp độ khác nhau. Thứ vũ khí này có khả năng làm thay đổi cả cục diện chiến trường. Và chỉ mới trong tháng trước thôi, khi mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng phát động một chiến dịch có tên là Lá chắn mùa xuân với mục đích là ngăn chặn quân đội Syria mở rộng vùng giải phóng Insulin. Lúc đó thì cả thế giới đều ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt trước cách mà Ankara sử dụng chiến thuật bầy UAV để vô hiệu hóa toàn bộ các mũi tấn công, khiến cho quân đội của Syria thiệt hại nặng nề. Và chỉ mới vài năm trước, ít ai nghĩ được rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể sở hữu các công nghệ chế tạo mẫu UAV có khả năng tấn công khủng như TP-ANKA hay là TB2. Thế nhưng giờ đây, các quốc gia đã phải nhìn Thổ Nhĩ Kỳ bằng con mắt hoàn toàn khác. Và những mẫu UAV của Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành hiện tượng, tạo ra xu hướng để quân đội nhiều nước học tập theo. Trong quá trình phát triển lực lượng máy bay không người lái, cũng như là cách sử dụng chúng hiệu quả trong môi trường chiến tranh hiện đại, có thể nhận thấy rõ ràng rằng chiến tranh hiện đại đã biên chế sang một cấp độ mới khi mà vấn đề con người đã được thay thế hoàn toàn bằng máy móc và công nghệ không người lái. Các cuộc chiến trong tương lai, sự thương vong về người chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể.
khi mà UAV và những thiết bị chiến đấu tự hành khác đã có thể đảm nhận hầu hết tất cả các nhiệm vụ. Trên thế giới hiện nay, không phải quốc gia nào cũng có thể tự chế tạo được máy bay không người lái. Số nước nắm giữ được công nghệ phát triển UAV vũ trang lại càng ít hơn. Thế nhưng thật đáng tự hào khi Việt Nam ta đã có thể làm được điều này. Và bằng chính những các công nghệ, nguồn lực có sẵn trong nước, những nỗ lực và cố gắng của tập đoàn Viettel nói chung và kỹ sư đang miệt mài ngày đêm nói riêng thật sự đáng được trân trọng. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà tình hình thế giới và khu vực có quá nhiều những diễn biến phức tạp, bờ biển Việt Nam vẫn đang gặp nhiều rắc rối. Trước những vấn đề tranh chấp với Trung Quốc, thì dàn UAV ra đời được đánh giá như một bước tiến vượt bậc, góp phần quan trọng vào khả năng phòng thủ bờ biển cũng như tấn công của Hải quân Nhân dân Việt Nam, phục vụ tối đa cho công tác bảo vệ lãnh hải của nhà nước. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp thắc mắc.